Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 7 tháng 7 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 19 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 30 vụ, làm chết 17 người, làm bị thương 19 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.344 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Ngày 7 tháng 7, do ảnh hưởng của cơn bão Nepatak, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch bay giữa Việt Nam và Đài Loan trong 2 ngày, 7 tháng 7 và 8 tháng 7 để đảm bảo an toàn. Cụ thể, ngày 7 tháng 7, khai thác 4 chuyến bay VN578, VN570, VN586, VN580 từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Bắc, Cao Hùng. Tiếp đến, ngày 8 tháng 7, khai thác 6 chuyến bay gồm 5 chuyến VN579, VN571, VN587, VN581, VN583 từ Đài Bắc Cao Hùng đi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một chuyến VN582 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cao Hùng. Ngoài ra, còn 4 chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Bắc là VN570, VN576, VN577, VN578 và 2 chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cao Hùng là VN580, VN586 cũng đang được xem xét kế hoạch khai thác trên cơ sở diễn biến thực tế của bão. Dự kiến đến ngày 9 tháng 7, các chuyến bay sẽ trở lại bình thường. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và hãng hàng không China Southern Airlines đã chính thức mở đường bay quốc tế từ Guangzhou, Trung Quốc đến Phú Quốc với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Việc mở đường bay Guangzhou-Phú Quốc nhằm phát triển ngành du lịch và giao thương giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Hiện Phú Quốc có hơn 6.000 phòng khách sạn, tới năm 2020, dự kiến Phú Quốc sẽ có 15.000 phòng, đủ sức đón từ 2,5 đến 3 triệu du khách mỗi năm. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7, tại địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ xe ô tô mất phanh hơn 4 km. 7 người ngồi trên ô tô đã may mắn thoát chết. Thời điểm trên, xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào UN9599 chạy tuyến Seno, Lào, Nghệ An do tài xế Nguyễn Đức Hòa trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển chở trên xe 7 hành khách. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 9 thì xe bị mất thắng rồi trượt dài hơn 4 km. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm đổ cây xanh, cột tiêu và biển báo bên đường rồi lao vào mương nước trước nhà ông Diệp Minh Toàn tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp mới dừng lại. Cầu dây văng dài 4 km, có tĩnh không 55m, tối thiểu 4 làn xe kết nối từ phường Cát Lái, phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai được dự kiến xây dựng thay cho phà Cát Lái. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng bổ sung vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Trước đó, công ty này đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đối tác đầu tư PPP. Chủ trương xây dựng cầu cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ủng hộ. Thưa quý vị, vào khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2016, một người đàn ông điều khiển ô tô 4 chỗ có mùi bia rượu đã đâm liên tiếp vào 3 xe ô tô dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến nhiều người hốt hoảng. Vụ tai nạn liên hoàn tại ngã ba đường Dương Tử Giang, Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi đó, ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 60A06373 lưu thông trên đường Dương Tử Giang hướng ra đường Nguyễn Ái Quốc thì bất ngờ húc vào đuôi ô tô mang biển kiểm soát 60P0579, khiến xe này lao về phía trước, húc tiếp vào một ô tô mang biển kiểm soát 60A23915 cùng đang dừng chờ đèn đỏ. Sau va chạm, tài xế không dừng lại mà nhấn ga bỏ chạy thì đâm tiếp vào một ô tô mang biển kiểm soát 60A18393. Vụ tai nạn khiến ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 60A06373 bị hư hỏng nặng, vỡ nát phần đầu. Ba phương tiện còn lại bị hư hỏng nhẹ. May mắn không có ai bị thương nghiêm trọng. Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Bước đầu xác định người lái xe gây tai nạn là ông Trương Long Châu, phó trưởng ban dân tộc tỉnh Đồng Nai. Và nhân chứng cho biết là ông này có biểu hiện say xỉn, trên người nồng nặc mùi bia rượu.
Thưa quý vị, chứng kiến chồng bị xe ben cán tử vong, người vợ đau đớn ôm hai con nhỏ khóc ngất, nhiều người đi đường cũng không cầm được nước mắt. Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ sáng giữa xe máy và xe ben trên xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Võ Văn Dương, 43 tuổi, quê Đồng Nai. Khi đó, anh Dương chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Thủ Đức. Đến giao lộ Tây Hòa, anh Dương bật xi nhan chuyển làn đường để quay đầu đi về hướng ngược lại. Cùng lúc này, xe ben mang biển kiểm soát 51C-90250 chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng rồi cuốn cả người và xe vào gầm. Anh Dương bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ, xe máy kẹt dưới gầm xe ben. Hay tin chồng gặp nạn, vợ anh Dương cùng với hai con nhỏ đã chạy đến hiện trường. Người phụ nữ đau đớn ôm hai con khóc ngất, khiến nhiều người đi đường cũng không cầm được nước mắt. Được biết, sáng nay vợ anh Dương đưa hai con nhỏ từ Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh. Anh Dương khi làm việc xong thì chạy xe máy lên đón vợ con về thì không may gặp nạn. Chuyển sang một thông tin khác, sau khi các địa phương cũng như một số doanh nghiệp kêu cứu cho rằng mức phí đường bộ tại các trạm BOT hiện nay là quá cao, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính mới đây đã thống nhất trình Thủ tướng phương án giảm 10-15% mức phí tại một số trạm BOT với xe tải và xe container. Cụ thể, giảm 10-15% phí đối với nhóm 4, bao gồm xe tải có tải trọng 10-18 tấn, xe container 20 feet, nhóm 5 gồm xe tải 18 tấn trở lên, xe container trên 40 feet tại các trạm thu phí BOT đã áp dụng mức thu cao nhất là 200.000 đồng một lượt. Do đây là phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, việc điều chỉnh sẽ giúp giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Với nhóm ô tô con, xe khách, xe tải nhẹ, mức thu thấp hơn khung quy định nên không được xem xét giảm. Ngoài ra, 5 trạm đã thu mức phí cao nhất với nhóm xe dưới 12 chỗ và xe đến 30 chỗ ngồi là 45.000 đồng sẽ xem xét giảm từ 10-20%, đảm bảo tương đồng với mức thu các trạm khác. Theo Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn, đơn vị quản lý các trạm cân tự động, ngày 11 tháng 7 sẽ triển khai cân xe tự động trên các cửa ngõ thành phố nhằm xử lý xe chở hàng quá tải. Đây là trạm cân xe tải tự động đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kiểm tra xử phạt xe quá tải. Theo đó, có 3 vị trí cân xe tự động gồm cầu Rồng, Ông Tố trên đường Đồng Văn Cống, quận 2, cầu Kỳ Hà 1 trên đường Vành Đai Đông thành phố, quận 2 và cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Ngoài ra, có một trạm cân xe tự động trên quốc lộ 1, quận Bình Tân do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO quản lý. Trên các tuyến đường có trạm cân xe tự động cho phép xe lưu thông bình thường. Khi hệ thống tự động ghi nhận vào máy tính xe quá tải, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu xe vào kiểm tra cân một lần nữa. Nếu xác định xe quá tải sẽ xử phạt. Các trạm cân xe tự động này sẽ hoạt động 24/24 giờ. Ủy ban An toàn sản phẩm cho người tiêu dùng Mỹ vừa thông báo, 10 công ty tại nước này đã thu hồi khoảng 500.000 chiếc xe điện hai bánh tự cân bằng, hay còn gọi là hoverboard, do nguy cơ cháy nổ bất ngờ. Theo đó, đã có ít nhất 99 sự cố liên quan đến pin lithium-ion, một loại pin cung cấp nguồn điện cho hai xe hai bánh tự cân bằng, đã được ghi nhận. Nguồn pin nóng khi phương tiện đang hoạt động đã gây ra khói, thậm chí là dẫn đến cháy nổ. Ngoài ra, hiện tượng cháy nổ hoverboard cũng có tác bắt nguồn từ các bộ phận khác trên thiết bị, như là bộ phận cắp sạc, phích cắm. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn sản phẩm cho người tiêu dùng Mỹ nhấn mạnh, sự cố cháy nổ là do xe được trang bị pin kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn an toàn. Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng loại xe điện hai bánh này. Người dân có thể hoàn trả, sửa chữa hoặc là đổi sản phẩm mới. Hãng công nghệ Wayray của Nga vừa ra mắt Navion, hệ thống thống dẫn được đường dẫn 3 chiều đầu tiên trên thế giới. Thiết bị thực tế ảo tăng cường này được dự định là sẽ thay thế cho các hệ thống dẫn đường thông thường đang được sử dụng trên ô tô, đồng thời nâng cao độ chính xác khi định hướng trên đường cho tài xế. Hệ thống gồm có máy chiếu laser và một tấm phim trong suốt đặc biệt được dán vào kính chắn gió trước của xe. Kết quả là các vật thể 3 chiều nhiều màu sắc sẽ được hiển thị lên mặt kính như đang hiện hữu thực sự. Hiện tại các nhà khoa học Nga vẫn đang tiếp tục thử nghiệm nhiều loại vật liệu với cấu trúc và độ đàn hồi khác nhau để chế tạo tấm phim, cố gắng đảm bảo chất lượng hình ảnh trên kính chắn gió ở mức hoàn hảo nhất có thể. Các tuyến đường sẽ được xuất hiện với kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều và hướng di chuyển sẽ được hiển thị trực tiếp trên đường. Ngoài ra, hệ thống dẫn đường thực tế ảo tăng cường này còn có khả năng đo khoảng cách tới vật thể ảo dựa vào tốc độ xe. Bản đồ dành riêng cho hệ thống dẫn đường tiên tiến này sẽ được xây dựng bằng OpenStreetMap. Tổng chi phí đầu tư phát triển sản phẩm này vào khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Sẽ không hoàn toàn chính xác nếu gọi công ty Wayray là của Nga,
khi mà nó có trung tâm phát triển đặt tại Nga, trụ sở chính ở Thụy Sĩ, còn văn phòng thì ở Mỹ. Công ty này cho biết sản phẩm có giá 300 đến 500 đô la Mỹ và sẽ bắt đầu được bán ra thị trường Mỹ vào cuối năm 2016, chứ không phải tại Nga. Dù vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của người dân, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của xe buýt tại các thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, hình ảnh của xe buýt đang dần được cải thiện, chất lượng phục vụ được nâng cao. Tuy nhiên, lượng hành khách đi xe buýt không hề tăng mà lại liên tục sụt giảm. Theo số liệu của Công ty Vận tải Hà Nội, Hà Nội Bus, sản lượng vận tải hành khách đạt mức đỉnh là 416 triệu lượt khách vào năm 2012, rồi giảm liên tục qua các năm sau đó. So với cùng kỳ năm ngoái, mỗi ngày xe buýt Hà Nội đang mất gần 160.000 lượt khách. Trong khi đó, chất lượng xe buýt đang từng ngày được cải thiện từ việc thay mới hàng loạt xe buýt, thêm điểm chờ, đầu tư hệ thống xe buýt 5 sao. Dần dần thì tôi thấy rằng là cái tinh thần phục vụ càng ngày càng được nâng cao, như là sự thân thiện hay là tận tình phục vụ. Thì bây giờ đường phố nó cũng nhiều xe lắm, bất tiện nhiều. Mình đi xe buýt thì nó tiện được nhiều cái. Đi đến đâu mình thì lại mình xuống, mình đi taxi hoặc xe ôm cũng được. Đi xe buýt thì mình cảm giác an toàn hơn và tránh được bụi bặm do thời tiết là nắng nóng hay trời mưa. Vậy đâu là nguyên nhân khiến số lượng hành khách đi xe buýt sụt giảm liên tục trong thời gian qua? Càng ngày thì người ta có yêu cầu cao hơn. Cụ thể là người ta yêu cầu càng ngày là cái thời gian chờ đợi nó phải ít đi. Thời gian đi xịn lại trên xe buýt cũng phải ngắn hơn, nhanh hơn. Rồi đi xe thì phải an toàn hơn, đấy thì tiện nghi hơn, vân vân. Tất cả những yêu cầu đấy là một yêu cầu hợp lý của một cái đô thị đang phát triển và cư dân. Nhưng hiện nay cái xe buýt của chúng ta phần nào, nếu mà gọi là nghiêm túc, thì chúng ta cũng chưa đạt được. Xe buýt cải thiện chất lượng nhưng vẫn không theo kịp đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong khi đó, số lượng phương tiện cá nhân vẫn không ngừng gia tăng. Thêm vào đó, sự xuất hiện của hàng loạt những loại hình vận tải tiện hơn mà giá cả hợp lý như Uber, GrabCar và việc tiếp cận các điểm dừng xe buýt còn hạn chế. Nếu mà tôi đi bộ ra thì bình thường thì người ta chỉ cỡ được 500m đến 800m để đến cái điểm dừng thì người ta còn đi. Cái xa thì người ta cũng chả đi đâu. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cho phép gửi điểm dừng chẳng hạn thì người ta phải đi xe đạp ra. Đi xe đạp hoặc đi xe máy ra thì coi như thế tiếp cận đến điểm dừng của xe buýt nó lớn lên rất nhiều. Hà Nội lên kế hoạch hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2025. Tuy nhiên, khi mà các phương tiện giao thông công cộng chưa phát triển kịp so với nhu cầu và yêu cầu của thực tiễn của người dân, thì vẫn còn những ý kiến trái chiều, đi ngược với tư duy hạn chế phương tiện cá nhân. Bản tin giao thông an toàn ngày 7 tháng 7 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.